Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Chuyu. Kính mời các bạn đến với chuyên mục Dân tướng học và ứng dụng vào đời sống. Tiếp tục với chuỗi series chia sẻ kiến thức về dân tướng, hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ và mang đến các bạn cái chủ đề mới. Cái tướng này là của một anh đã gửi cho mình qua trang fanpage. Anh này hiện đang sinh sống và làm việc tại Canada. Và như vậy thì bằng một cái sự hữu duyên cho nên mình muốn chia sẻ và phân tích cái tướng này để giúp cho anh ta có thể hiểu được cái bản thân mình hơn. Và cũng qua đây có những đường chỉ tay nó cũng rất độc đáo mới mẻ, mà nếu như các bạn sở hữu nó thì chắc chắn cũng là một điều gì đó nó rất may mắn ở trong cuộc sống. Và trước tiên chúng ta sẽ đi vào phần tổng thể. Chúng ta thấy được bàn tay của người đàn ông, nhưng mà cái da tay của anh ta và cái hình tướng của nó có một cái phần nó hơi thô kệch tí xíu. Thì đây, đặc trưng của những người có tướng tay này là thể hiện họ có một cái tính dương khí rất cao. Một người mà có tính dương khí cao thì những người này thường là họ có một cái tính tình rất hơi nóng nảy. Tất cả những cái vạn vật ở trong vũ trụ chúng ta đều chi phối bởi cái luật nhân, mình xin lỗi, bởi cái luật âm dương của nó. Tất cả đều bị chi phối. Và những cái tướng tay của những người như thế này thì rõ ràng họ là một người nóng nảy, bên cạnh đó cũng là một cái sự thiếu đi cái sự cân bằng nào đó ở trong cái nội tâm của họ. Chúng ta thấy được rằng là cái ngón cái của họ, của những người này, thường là nó ngắn, thể hiện đây là một người thiếu đi cái sự kiên trì, thiếu cái sự cứng rắn và cái sự mạnh mẽ, cái quyết đoán ở trong con người của mình. Mặc dù chúng ta biết được anh này là một người có cái tham vọng cũng rất cao, nhưng mà đôi khi cái tham vọng đó nó vượt qua hẳn so với những cái gì mà mình có. Và thậm chí khi mà anh ta đưa ra cái mục tiêu mình nó quá lớn, nhưng mà mình không kiên trì thực hiện nó cho đến cùng thì nó cũng sẽ thất bại giữa đường. Hoặc là ở một cái mức nào đó nó gần đạt đến cái thành tựu rồi, tức là gần về đích rồi, thì đột nhiên anh ta quay đầu lại. Đó chính là cái khuyết điểm lớn nhất của những người có cái tướng tài như thế này. Nhưng mà chúng ta thật sự mà chúng ta nói là rằng là anh này ảnh có cái khả năng ngoại giao rất tốt. Nhưng mà cái ngôn Úc này nó cho chúng ta thấy được cái điều đó. Và một cái đặc điểm tốt nữa đối với bàn tay của anh này đó chính là cái khả năng giữ tiền của anh ta cũng rất tốt. Tuy rằng cái anh ta có khả năng giữ tiền tốt, nhưng mà chúng ta thấy rằng là anh này ảnh cũng có một cái sự tiêu xài nó cũng rất khoáng khoáng. Đây là đặc trưng của những người đàn ông mà họ có cái lòng bàn tay nó rộng rãi, thoáng đạt như thế này. Chúng ta thấy được rằng là cái gò thái âm của ảnh rất cao. Chúng ta thấy cái khu vực này rất cao, và gò kim tinh nữa, thể hiện đây là một cái người mà họ tích được cái phúc đức của mình. Và gò quả tinh dương nhất này nó càng củng cố thêm cái điều đó cho chúng ta. Một người mà có phúc đức đầy đủ thì đó chính là cái gốc rễ của cái sự tài vận của một con người. Chúng ta thấy được rằng là cái gò thái âm và cái gò kim tinh nó cao thì những người này rất dễ dàng họ tích tụ được cái đất đai điền sản, hoặc là họ có của cải cho mình. Cái lòng bàn tay nó rất quan trọng. Nó thể hiện cái sự tích trữ về đất đai và điền sản của một người. Một người mà các cái gò nó thấp lõm thì những người này rất khó tạo ra cái của cải. Và nhiều khi nếu như mà tạo ra được đi nữa thì cái khả năng mà họ giữ được thì cũng sẽ rất khó. Bởi vì cái nhân tướng nó đã thể hiện ra bên ngoài, nó phản ánh một phần nào đó, nó biết được cái vận trình, cái sứ mệnh, cái vận mệnh của mỗi con người chúng ta. Chúng ta phân tích tiếp những yếu tố khác. Chúng ta biết rằng đây là một cái người đàn ông, nhưng mà chúng ta thấy là cái đường sinh đạo của ảnh nó hơi mờ. Điều này nó cho thấy sức khỏe của anh này nó không được tốt cho lắm. Anh này rất dễ bị bệnh vặt, và nhiều khi trong người của mình nó cũng hay cảm thơ rất là dễ dàng so với những người khác. Và một khi anh ta đã bệnh rồi thì cái khả năng phục hồi của anh ta cũng sẽ thấp hơn. Nhưng mà có một cái đặc điểm rất nổi bật ở bên trong, đó chính là anh này ảnh có những cái đường quý nhân bên trong. Đây cũng là một đường chỉ tài quý. Nó thể hiện đây là một người có cái tích lũy âm phúc cho mình. Cái âm phúc nó khác với cái dương phúc. Âm phúc tức là những người đó luôn luôn làm những cái điều phước thiện, yêu thương giúp đỡ mọi người, cúng dường xây dựng
cầu đường hoặc là vân vân. Nhưng mà những cái việc làm thiện nguyện đó của họ một cách âm thầm lặng lẽ, không cho người khác biết. Không cho người khác biết không phải là vì anh ta có một cái mục đích nào đó, mà đây chính là cái tâm của những người đó. Và chính cái âm phúc đó nó từ từ nó tích lũy hơn rất nhiều, nó tạo cho cái người đó thay đổi luôn cái vận trình, vận mệnh của họ. Tuy nhiên cái âm phúc này nó cũng không phải là một cái chặng đường dài. Nó thể hiện cái sự đứt quãng ở đây chúng ta sẽ thấy rõ. Tức là trong cuộc đời của này có cái quý nhân giúp đỡ, nhưng mà cái quý nhân này nó cũng không thể đi theo anh ta suốt cái cuộc đời của mình, mà nó có những cái giai đoạn nó có một cái sự cản trở nhất định nào đó. Nhưng mà đối với những cái tướng tài này thì rõ ràng họ là một cái người mà có cái khả năng làm chủ rất cao. Bởi vì chúng ta thấy được anh ta có một cái đường định mệnh như thế này. Cái đường định mệnh này nó đóng một lúc hai cái vai trò. Vai trò thứ nhất là đường định mệnh, và cái vai trò thứ hai đó chính là cái đường sinh đạo. Nó tượng trưng cho cái khúc này, nó thể hiện, nó thay thế cho cái đường sinh đạo. Ý nó nói lên rằng là anh này trong cái cuộc sống của anh đã có một cái sự thay đổi nào đó, mà cái đường sinh mệnh của anh nó có, thay vì nó ngắn ở tới cái khúc này, thì nó đã có một cái sự kéo dài thêm về cái đường sinh mạng. Thể hiện đây là một người họ cũng dần dần tích lũy được nhiều cái âm phúc cho mình. Những người có đường định mệnh như thế này thường là họ có khả năng làm thay làm chủ rất cao. Những người này thành công rất sớm. Và chúng ta thấy được rằng là ở khu vực này của ảnh có những cái đường đi lên như thế này. Đây là thể hiện cái đường tài vận, cái đường tiền tài của mình. Những người này thường có khả năng ăn nói, họ chắc chắn sẽ thành công ở cái trên cái con đường kinh doanh, chắc chắn. Và đây chính là những cái con đường tài lộc của ảnh. Khi mà cái con đường kinh doanh của ảnh đi hơi lên hướng này thì ở trên đây nó giống như một cái sự hội tụ nào đó, nó chờ cái ngày ra hoa kết quả của anh ta. Thể hiện cái kết quả của một cái quá trình mà anh ta phấn đấu, nỗ lực rất lớn. Và anh ta thấy được rằng ở khu vực này nó hình thành nên một cái vùng tam giác rất bự, rất to, ngay chỗ cái khu vực này, giữa bên đường như này. Thể hiện đây là một người mà họ sở hữu nhiều đất đai, bất động sản và thậm chí là công ty cho mình. Ở những cái năm mà 35 tuổi, anh ta rõ ràng đã có nhà cửa cho mình rất đàng hoàng, chỉnh chu. Và thậm chí lập luôn một cái công ty nào đó cho chính cái bản thân của mình. Và ở những cái giai đoạn từ 50 trở đi, anh ta cũng sẽ có được những cái cơ ngơi của mình. Nó thể hiện ở những cái khu vực này. Đây chính là nó thể hiện về cái tài sản của anh ta ở những năm ngoài 50 tuổi. Tuy nhiên chúng ta thấy được rằng đây cũng là cái tướng tài của một người đàn ông đã từng có một cái sự thất bại. Nhưng mà sự thất bại này nó cũng phần lớn khả năng là liên quan tới cái chuyện tình cảm yêu đương, hoặc là một cái chuyện nào đó ở trong cái gia đình của mình. Thì cái đường định mệnh này nó cho chúng ta biết được cái sự thất bại đó. Và nếu như mà cái tướng tài này nếu như mà anh ta biết kiềm chế được cái sự nóng nảy của mình đó, thì ở thời điểm trước đây nó có khả năng là nó sẽ tránh được cái sự thất bại đó. Tuy nhiên cái chuyện gì nó cũng đã qua rồi thì nó cũng có cái giá trị của nó. Nó sẽ cho chúng ta được một cái bài học quý giá. Nhiều khi cái bài học mà chúng ta học được, chúng ta phải đánh đổi một thứ gì đó để có thể học được cái bài học đó. Có nhiều người bỏ tiền ra để học được cái bài học, hoặc có nhiều người phải bỏ ra cái sức khỏe hoặc là cái trí tuệ của họ mới học được cái giá trị của bài học đó. Và cái tướng tài này nó cũng là một tướng tài học được một cái bài học từ sự thất bại đó. Chúng ta phân tích tiếp cái đường chỉ tay của anh này. Mặc dù chúng ta thấy là cái khả năng làm thay làm chủ rất cao, anh ta cũng có một cái trực giác rất nhạy bén. Cái đường trí đạo này nó cho chúng ta biết được cái điều đó. Và chúng ta thấy được rằng là mặc dù anh này có một cái sự thành công nhất định, nhưng mà ở cái thời điểm này chúng ta thấy ở cái khu vực này nó có quá nhiều đường chỉ tay nó không được trơn tru. Nó thể hiện một cái sự gồ ghề. Chúng ta sẽ thấy được cái khu vực này nó thể hiện về cái tài vận của anh ta đã có một cái sự suy giảm so với cái thời gian trước đây. Chúng ta thấy ở khu vực trước đây là cái tài vận của anh ta rất tốt, nhưng mà ở cái thời điểm hậu vận về sau này nó có một cái điều gì đó nó làm chùng bước, hoặc là làm suy giảm cái con đường công danh sự nghiệp của anh ta.
Và những cái dấu hiệu này, nếu như mà về cái luật nhân quả, nếu mà chúng ta xét về cái luật nhân quả thì nó không hẳn là chúng ta làm cái điều gì đó thì nó sẽ chờ cái nhân quả phía sau. Tức là gieo cây ớt thì nó sẽ gieo hạt ớt thì nó sẽ ra hạt ớt, cây ớt. Nó không phải cái cứng nhắc như vậy. Mà nếu như mà trong cuộc sống một người nào đó, khi mà họ có một cái sự thất bại mà họ phát tâm cầu nguyện bằng chính cái lòng chân thành của mình, bằng xuất phát từ cái trái tim của mình, nó phải vượt qua hẳn những cái điều tầm thường nhỏ nhoi, thì những cái điều đó nó cũng sẽ linh ứng, nó có hiệu quả. Bởi vì cái luật nhân quả nó luôn luôn mở cho chúng ta. Nhiều khi chúng ta gieo một cái hạt ớt nhưng mà cái định hướng của chúng ta nó là một cái khác. Tức là khi mà cái hạt ớt đó mình gieo nó lên mà để ăn thì nó chỉ là cái cây ớt để mà chúng ta ăn thôi. Còn nếu như mà chúng ta định hướng nó, gieo cái hạt nó để giúp đỡ những người khác, hoặc là cho những hạt giống đó ở những cái người khác mà họ chưa có, thì rõ ràng cái luật nhân quả nó cũng sẽ điều chỉnh theo cái hướng khác. Cho nên mới có thể nói là nhiều người cứ hiểu rằng khi theo đạo Phật thì làm cái điều phước thiện thì nó cũng sẽ ra cái điều phước thiện, làm một thì nó sẽ được một. Nó cũng hoàn toàn không phải là như vậy. Mà nhiều khi cái điều gì đó chúng ta mong muốn, mong cầu ở cái tương lai thì nó cũng định hướng luôn cái nghiệp nhân quả của chúng ta đi theo cái đường đó. Cho nên đây là một cái điều bí mật. Không phải chúng ta có một cái điều gì đó bất trắc thì không thể vượt qua được, mà nó có thể vượt qua được bằng cái cách mình phát một cái tâm nguyện nào đó thật lớn hơn. Thì khi mà có cái cơ hội đó, chúng ta phải nắm bắt được cái cơ hội đó. Và cái đường chỉ tay này nó cho chúng ta biết được rằng anh ta có cái khả năng vượt qua, là bởi vì ở cái đường đầu đường sinh đạo và đường trí đạo, cụ thể là ở cái Gò Mộc Tinh, nó có cái đường hướng thông thiên như thế này. Đây là một cái người mà họ có thể nói có một cái trực giác và một cái sự gì đó, có thể nói là khi mà họ nguyện cầu á thì rất dễ dàng có thể có được, bởi vì họ có được một cái sự thông thiên nào đó. Đây là tướng chỉ tay thường thẳng, mà nó ở một cái tầng bậc nào đó, chúng ta thấy được nó có một cái sự uốn cong đi lên như thế này. Thường là chúng ta thấy ở khu vực này nó đường như thế này, nhưng mà nó xuất phát như thế này thì rõ ràng anh ta là một cái người có thể nói là có thể cầu điều gì thì cũng sẽ vượt qua được cái điều đó. Cho nên ở cái sự thất bại ở cái thời điểm hiện nay thì anh ta có thể hoàn toàn vượt qua được, nếu như mà anh ta làm được cái điều này. Mình nghĩ ra một cái lời tâm nguyện nào đó thực sự lớn hơn thì chắc chắn cái điều đó nó sẽ định hướng cái nghiệp nhân quả của chúng ta đi theo cái hướng đó khác. Thì đó là những cái đường chỉ tay có thể nói là rất may mắn, và nó đầm sở hữu cho những người có một cái sự khả năng đặc biệt nào đó thì mới có thể tạo ra một cái sự thay đổi. Và nếu như các bạn có những cái đường chỉ tay này thì cũng là một trong những đường chỉ tay thực sự là may mắn. Và mình xin chúc cho anh ta sau này có thể gặt hái được những cái thành công sau khi đã vượt qua và làm những cái điều như vậy. Và mình sẽ kết thúc cái video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.